Em Bình Minh mời các bác hãy đeo tai nghe và thử chất âm một đoạn ca khúc cho em Hùng thể hiện bác nhá. Nó thật sự là một đôi loa leo này, tiếng tép nó rất là tơi, sáng, sạch, mát và mềm. Mời yêu mình đang test một đôi ngoài trời nhá. Bình thường ở trên trong nhà nó mới thu hết giải được, đây em test ngoài trời. Đời chờ anh một ngày trong sáng, thời gian trôi nhanh cùng yêu thương. Giờ trường ta có anh cuối đường, em cười thật nhiều, nói cười thật nhiều, long lanh hạnh phúc về qua đây. Dòng loa leo này thì đánh không gian độ phủ rất rộng. Một tình yêu lung linh đẹp sao mà hôm nay lời nó bị vỡ, tiếng rất hay luôn. Người ra đi còn riêng anh trách khách tháng ngày. Lời chia tay cất tiếng trong mắt nhau, lời chia tay nào ai nói đâu. Nghe trong tim đau bao nhiêu yêu thương tan vỡ. Những ngày nào với tình lòng thắm nụ hồng sẽ không đẹp tay. Trong trái tim mình nhớ một người, nhớ một người xa thật rồi em đêm vòng tay. Bỗng nhiên tóc hoa mỗi những ngày dâu tàn đời sẽ nặng lòng mãi riêng tình. Ok rồi, anh ghi mời tới rồi. Ở đây Hiếu Minh chỉ test thêm một con băng cơ thôi ạ. Em Hiếu Minh chỉ test thêm một con băng cơ, một chiếc micro bãi thôi, mấy con đẩy bãi đây. Tiện em về hàng em trồng đây, em lười bỏ con đẩy mới ra. Con đẩy mạch class H thôi. À mạch class H DMX khi đang đẩy ngược này, MV700, con đẩy bãi chưa vệ sinh thì test luôn. Rất mộc mạc các bác, chi tiết. Nếu mà ghép thành bộ này xem nào, 12 triệu đôi này này. Trên thị trường đang bán 13 triệu rưỡi, 14 triệu đôi này. Hiếu Minh bán 12 triệu đôi này. Đẩy 3 triệu 15, 16, 17, 18, 19. Ôi trời, 19 triệu các bác sử dụng cho mình driver cực mạnh luôn. Đánh không gian 30-35m tuyệt vời không nhá. Bây giờ em sẽ tiến hành test thêm một đoạn nhạc nữa các bác cùng nghe nhá. Thì đặc thù của nó là đi rất xa. Cùng trang cùng nhớ, chúng tôi cùng đơn vì thương mến nhau cùng một toa. Đấy bác nghe chưa? Đi rất xa luôn nhá, vì leo phủ rộng lắm. Nên là một đôi này các bác như em nói rồi, đánh không gian 30-35m là tuyệt vời luôn. 40m thoải mái. Xuyên soát 100m2 nhá. Phong sương chưa lần bước, 3 tháng dài đường là đau. Sau những khoảnh khắc tỏa sáng là nhiều giờ tập luyện chăm chỉ và bền bỉ. Hỏi em lại không, bàn tay xin níu. Chú cho đoạn nhạc khác nữa đi nào. Cho đoạn nhạc nhạc có lời của ca sĩ nào. Em test thử vài thử loại nhạc cho bác luôn. Mất công ở đây tiện review luôn chi tiết cho các bác anh em xem. Đại người yêu, em thương mến ơi, màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi chính lời anh. Rất hay luôn. Đại người yêu, khi anh nhớ em, hãy bước lên trời xanh. Mình đã ước con tim qua phong thư màu xanh, mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếng
đâu rồi. Người dấu yêu em đâu không em khi ta. Bác vừa đeo tai nghe thưởng thức chất âm cả phần ca khúc từ phần nhạc, em test vài thể loại nhạc bác cùng nghe. Thật sự đôi loa chất âm tuyệt vời. À quên, một người lắp cái căng vào cái. Để bé lắp cái căng vào đi anh, tí anh quay phân tích cái căng rồi. Không có bác nhìn đây toàn thấy tháo hết ra rồi. Đấy. Thì nói tổng thể lỗ loa GM ngày hôm nay Hiếu Minh giới thiệu đến toàn thể bác. Hay một số anh em nói mỹ miều hay từ trước đến đây bản thân Hiếu Minh về hàng. Nói thật sự trong cái sự nghiệp em nhập loa ấy, đối với cái hãng GM đấy là em cũng hay nhập về, nhưng đa số ấy chỉ ăn được là bát thường tép neo hay là bát thường tép thường thôi. Nhưng ngày hôm nay phải nói là nhập được lô này là nó là cái duyên. Làm hàng bãi nhiều khi nó có cái duyên không nhá. Cái duyên, duyên để mà mình có đấu giá, mình gọi là mình để nhập loa phải cũng phải đấu giá, gần như gọi nó hơi thô thiển một tí, nó gọi là tranh giành ấy. Chứ không phải có sẵn mời bác thích mua mua đâu nhá. Tranh giành với rất nhiều bên đấu giá để về những lô loa đẹp như ngày hôm nay và cực độc như ngày hôm nay. Và lô GM ngày hôm nay vậy về cho mình ạ, rất đẹp. Hàng đẹp thì bác chỉ nhìn cho em từ cái từ này. Từ cái từ này nó sáng loạn. Hàng xịn bao giờ cái bích từ này nó không bị si. Nó có sáng lắm các bạn, nó sáng. Cái nhôm, khung nhôm đúc của nó sáng. Nó đẹp. Đấy. Nói thật sự với giá thành bác mua bây giờ nó tương đương với đôi gì. Cái chất lượng đôi này ấy, nó ngang ngửa với đôi 6012. Nhưng giá thành thì nó êm hơn 6012. Vì nó đều là sử dụng cái driver gông này. Viền đỏ. Model GM V12 đời 2017. Đời 2017, V12 đời 2017 GM. Ở đây thì GM họ dập CNC. Nghĩa là họ dùng CNC dập nguyên trên đây luôn mà nhá. GM. Đấy. Cái phần vẽ bổ tép đằng mà kia. Vậy đây. Chung lô đẹp quá. Loa bản thân em tất cả loa đơn tại đơn vị em là em Hiếu Minh chịu trách nhiệm 100% về độ zin, tại vì là em lúc nào em phải trực túc trực ở kho hàng hóa về là em kiểm tra từng tí một để đến tay khách hàng. Còn như ấy thì bây giờ nhà em là 4 cửa hàng rồi, anh em mua tất cả chi nhánh bên em, thứ nhất là có hỗ trợ trả góp này, cái thứ hai là hỗ trợ nâng cấp đổi cát này, đấy không nhá. Đây anh em có nhu cầu mua sắm những sản phẩm loa đời cao, bên em thì có rất nhiều các phân khúc nào cũng có, phân khúc 5-7 triệu, 8-9 triệu, 10-12, 2-30, 5-60, 7-80 đến hàng trăm triệu đều có. Một đôi loa đều có để phục vụ anh em chơi. Đấy, nhà bán một cái cửa hàng không phải đơn vị nào cũng như cũng như em đâu nhá. Em nghĩ là không có. Tại vì bên em bờ đang bán là sự kiện nữa. Bát chép rời, rồi là nó array. Tất, nói chung là kiểu gì em. Đấy, bản thân em thì sẽ nỗ lực phục vụ bác với tất cả các mảng cũng như tất cả các dòng để phục vụ anh em được tốt hơn và hỗ trợ các tỉnh thành cố gắng được mở các cơ sở để phục vụ bác lâu dài các nhá. Thì hôm nay thì quay vào đôi lô loa GM ngày hôm nay thật sự luôn, nó có thể nói là một cái sản phẩm mà có duyên để nhập được. Lô này cực kỳ đẹp về của anh em chơi. Cân nuộn tẩm dầu. Cân nuộn tẩm dầu là đây, chúng ta bấm hơi bụi tí. Cân nuộn tẩm dầu 3 lớp các nhá. Màng đỏ bã trầu. Màng tím bã trầu, xin lỗi, màng tím bã trầu. Bé bé tin lấy cái rẻ nó cho anh cái bụi này. Vâng. Trong kia 100% leo không? Chưa nhìn được đúng không? Leo sử dụng leo của nó, leo khối bác nhá. Nhưng thì leo khối của nó ấy thì cái cho chất âm nó rất là hay. Phiên bản V12 leo khối. Đấy. Cái dòng leo khối này cho chất âm rất là hay, nhất là pick này, pick ánh bảy màu. Các bác nhá. Họng phễu nhựa. Đấy. Thùng gỗ ván ép chống nước, vứt ngoài mưa, ngoài nắng, ngoài trời thoải mái. Ở đây thì bác thấy này, là màu của cái dòng loa này nó sẽ màu, nó màu màu hơi lâu một tí, màu hơi gụ một tí. Lâu hẳn thì không nói, lâu hẳn như hôm nọ cái đôi DMX thì không nói, nhưng cái đôi này nó màu gụ đen. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, phù hợp nhà không gian nhà gỗ, rất đẹp. Đấy. Và ở đây bác thấy này, phần dây đi vào, tức là dây dây bọc hết này bác nhá, dây bọc này. Như thì nói đến GM là ông Hoàng Vũ Trường chuyên đánh dòng loa này, chuyên đánh ở ba bắp đấy. Và cái thứ hai nữa là dòng loa đến từ thương hiệu của Mỹ các bác nhá. GM đấy. Phân tần sử dụng phân tần đối với GM nói chung ấy thì phân tần nó sẽ giống nhau kẻ bắt 30 bắt 25. Là thứ nhất này, phân tần của nó ấy là phân tần dối,
Và thứ hai nữa là phân tần có lọc, nghĩa là có diốt này. Có diốt. Diốt xử lý cái phần vỉ diốt này nó sẽ xử lý ở phần gì các ông biết không ạ? Là xử lý cho đánh ngưỡng là không bị lo cháy bát, cháy chép. Nó khác với những dòng loa thông thường là trên con trở thông thường thì dòng này có dòng diốt. Và cái diốt này chỉ hợp như trên những con B3 vậy, nên là cả lô này về là không có một con nào phải thanh lý cho các anh em các bác, sống một tỷ lệ sống 100%. Đúng nhá. Tỷ lệ sống 100%. Không có một chiếc nào phải thanh lý nhiều nhất gì cả. Tại vì là nó sống 100% vì nó chính là cái xịn sò cái phân tần này. Và phân tần rối thì nó rất là xịn luôn nhá. Tụ trừ ung tụ chịu đựng ở điện áp lớn này, 400V DC. Đấy. Và cái phần thanh nhôm là nhôm dựng này. Nhôm là nhôm ở tấm thanh nhôm này, nhôm tản nhiệt cổ phần trở, trở cũng sử trở nhôm các ông nhá. Trở nhôm tản nhiệt, phân tần rối. Đấy. Dựng ngược lên. Cực kỳ xịn sò luôn. Bắt cái căng ngoài chưa? Đây này. Đây bác nhìn tổng quan đằng trước căng em nó đây. Đây hàng em quay là bao giờ loa bên Hình Minh về hàng là em quay mộc. Khác cửa hàng khác cũng như là có 2-3 đôi, 3-4 đôi là tuốt tác rồi. À, lên hình đó là spa rồi, rồi là chuẩn bị máy quay, rồi là chuẩn bị ánh sáng. Còn em quay để quay ngoài trời. Có thế nào quay thế đấy. Người thật việc thật thì bên em là đơn vị là cả đổ buôn, đổ sỉ, đổ lẻ. Với các dòng loa bãi, array, sự kiện, bát chép các ông nhá. GM Master Audio GM ông Hoàng Vũ Trường xoay cho anh với. Bà Thành ơi xoay cho anh ấy. Nói chung dòng loa này thì khỏi review. Nói chung là cái về em về hàng nhiều. Nói thật sự các bác đôi này em đánh giá nó hay hơn cả đôi DMX 8012 em về hàng. Lời công tâm luôn. Sao đấy? Dính bụi cũng được, không sao đâu. Vậy mộc tôi vừa nhìn rồi. Nó ham cả bằng keo rồi. Ừ. Không sao. Cái mấy mình lấy tẩy tẩy đi. Đây, lau sạch đi. Đấy bác biết thì về dính bẩn. Tẩy mình cho cái 530 tẩy tẩy sạch đi là được. Quân đen GM nhá. V12. Đấy. Công suất hoạt động là 300W cực đại 700W vì nó là leo mà. Ở giải 8 ohm độ nhạy 125 dB. gmlo.com.cn. Giải từ 60 đến 20 kHz thì bác nghe cái giải bass nó rất là sâu. Leo như vậy giải bass sâu nhưng cái nó lại có tiếng độ sâu nhưng mềm như đánh như đóng đánh JB. Vì bản thân cái dòng này sử dụng driver như JB. Như JB là 6012 nhưng giá thành nó êm hơn. Các bác nhá. Đấy. Rất đẹp luôn. Thì vừa rồi các bác cùng nghe Hiếu Minh test chất âm. Cả phần hát, cả phần nhạc, cả nhạc có lời và cả nhạc không lời. Các bác nghe và cảm nhận những cặp loa có thể nói là cực hiếm. Anh em nhân dịp mà gần Tết rồi có nhu cầu mua sắm thì nhanh tay liên hệ đơn vị Udo nhá. Bên em thì về toàn lô to lắm. Nó khác cửa hàng khác lô này em về lô to. Nói đến thị phần hàng bãi đơn vị Hiếu Minh ấy thì bên em không nói là nó quá, không nói là một thứ một nhưng ít nhất nó phải thứ hai. Nhà không ai hơn Hiếu Minh được thì cũng phải thứ hai đâu nhá. Thị trường với các lô loa bãi lớn, chất lượng về hàng của anh em với mức giá tốt nhất. Và cái thứ hai nữa là hỗ trợ lâng đời đổi các đến toàn các bác anh em. Đây anh em đang chở hàng đi xuất đi rồi. Hàng đi toàn là tính theo đôi thôi. Đôi gửi xe đi cẩn thận nhá. Các bác nhanh tay nhá. Anh em nhu cầu liên hệ em.